thuộc thể loại ARPG theo cách chặt chém 3D, Achroma Tides vừa ra mắt đã khiến không ít game thủ quan tâm và trải nghiệm. Trong game, người chơi có thể khám phá thế giới đầy ấn tượng theo cách màn hình dọc và trải nghiệm những trận chiến chớp nhoáng với lối chơi hành động nhịp độ nhanh. Đến với Achroma Tides, bạn sẽ được khám phá một thế giới steampunk được kết hợp với yếu tố fantasy đầy màu sắc. Tại đây, người chơi sẽ được gặp gỡ hàng loạt các cỗ máy cơ khí hơi nước được thiết kế theo cách Victoria của thế kỷ 19, đồng thời chiêm ngưỡng các kỹ năng đặc sắc của các công nghệ fantasy để mang đến một trải nghiệm ấn tượng. Người chơi có thể lựa chọn tối đa 3 nhân vật khác nhau để bắt đầu hành trình chiến đấu của mình. Mỗi nhân vật sẽ có một phong cách chiến đấu và các kỹ năng khác nhau cho người chơi lựa chọn. Trong suốt quá trình chiến đấu, người chơi có thể thay đổi để tạo nên các chuỗi combo độc đáo để đánh bại các kẻ địch một cách nhanh chóng. Achroma Tides có đồ họa khác biệt hoàn toàn với những tựa game cùng thể loại trên thị trường. Người chơi không chỉ được khám phá một thế giới steampunk ấn tượng mà còn được khám phá một thế giới anime đầy màu sắc với tông màu tươi sáng trên nền đồ họa 3D. Một điểm nổi bật khiến Achroma Tides được chú ý chính là nhờ vào tính năng skill rolling được thiết kế xen kẽ giữa các màn chơi. Người chơi sẽ nhận được các chỉ số cũng như hiệu ứng mạnh mẽ ngẫu nhiên trước khi bắt đầu các trận chiến, từ đó tạo nên một lối chơi đa dạng và mang đậm yếu tố bất ngờ. We'll be right back.